vậy đó, nó giả vậy không biết, nó nghe nói cái hở hồn á. Tăng lên, nó tăng thêm cái học để xem. Nếu mà nói về nếu mà trình độ mà như vậy mình nhận biết không, là Hàn Quốc nó đầu tiên trước nữa là châu Âu. Không nói Phật mà được thì nói gì thằng con. Nhưng mà cái chất lượng nó không có. Không phải là chất lượng mà nó bảo thủ. Mày biết mày là của mày thôi. Mày không giao luôn cho ai, không giao ra cái phần gì đó. Cái giá nó ra nó đã nói là cái chuyện chất lượng nó còn đáo gì nữa mà hỏi. Mà nếu mà nói về mà nghiên cứu khoa học thằng Quốc thì cái đó thằng Mỹ giá này kia thì cái giá nó là tỷ 1.000 đô thì thằng kia giá nó 100 đô. Mà nó có nó xài được mấy tác dụng người ta chỉ chọn mấy trăm đô cũng chú sĩ vậy nó chơi nổi thì nó cũng chỉ có tiêu rồi đăng nó bây giờ không biết tại sao Trung Quốc là Mỹ nó dùng nhiều lắm chú sĩ mà nếu Trung Quốc nói cái đồ Trung Quốc nói chung thì rồi nhiều khi đó là mình nói mình hiểu chưa đúng vấn đề tại vì cái mà tên lửa mà điện điện người tên lửa điện đạo á là học từ Trung Quốc là phá thăng thiên á khi mà nó đưa vô giả tỷ như bây giờ đồ Trung Quốc mà cứ nói đồ Trung Quốc là đồ giả là không đúng, đúng đồ Trung Quốc đưa qua Việt Nam là đồ giả là đúng, nhưng mà nó đưa vô thị trường châu Âu là nó phải theo cái tiêu chuẩn châu Âu chất lượng rồi đưa vô thị trường châu Mỹ thì nó phải là cái gì phải tính chất lượng gì đó nhưng mà đưa vô thị trường Việt Nam thì bắt buộc nó phải là cái đầu giáp phải nó giáp ganh với thằng gà nhanh quá Nam nó lộn gà đưa vô mấy con lộn gà là dữ dội lắm mấy ga đồ Hồng Kông anh không trời lớn không thấy không món gì mà nó chưa gì nó là nó có lỗi chân thấy không rất cực hay hay không mà đâu nhưng mà nó cứ nhái của Trung Quốc là mình biết nó hay nó hơi là nhái nhưng mà nó dạng như là nó không bản quyền nó quản quyền có cơ hội có chưa con thằng chợ lớn ngày xưa mình biết vô đó khu cái gì làm được nói về công nghiệp của thằng chợ lớn mà chợ lớn ngày xưa cái gì vô cũng mà Sài Gòn là mới minh một phần gọi là của thằng chợ lớn bà tạo không cậu ai kéo ra đây chưa bắt ra đây khoan để cho nó hết hơi xíu đi. Hồi xưa mình không làm bánh lái đào được. Bây giờ nó học tài liệu là ông ấy học cực kỳ ông, nó thi sinh ông lính của nó để mà lấy được tài liệu về. Nó giúp em nói, nó làm gì không? Chết mà phải mổ bụng bỏ cái tài liệu trong đó. Quay cái đó Nhật. Nhật thì em nói Nhật á. Nhật cũng hay cực kỳ không? Trời, năm ký nó mổ trong cái đùi nó bỏ tài liệu trong đó để về về đây về đúng không? Người Trung Quốc thì nó không phải vậy. Nó nói là có cái đường dây. Nói về đó thôi. Mày chỉ hiểu nó là một phần nào một mặt vấn đề thôi. Sao hiểu? Còn nụ mà nó còn sống mà nó mổ nó nhét vô ông nội nó cách chịu ông nội. Dĩ nhiên là nó chết. Nó chết rồi đó. Chết nó khác á anh mới mổ nó nhét vô mới chịu nổi như là đem cái xác về không ai kiểm tra xác. Mày mày ngu được. Nó còn sống mà nói như mày mới nói là còn sống mà mổ đùi á chứ nó đâu phải dòng đùi. Có nghĩa là mình phải nói là thằng sát mổ bỏ vô đùi chứ không phải là nó mổ bỏ vô đùi nó thể bây giờ nó bỏ tài liệu vô đài vô cái đùi nó rồi nó tự sát nó chết được không? Không được mày ngu mày. Cái thằng Nhật đó là ông mà nó là nó thất cận là nó tự mổ bụng á. Bây giờ dốc mình cũng nghe chú chỉ nghe nhưng mà nghe thôi một chiều nghe bằng chiều thôi. Bây giờ nó không có đường sống thì đủ mẹ tự giận chết cho nó quay chút xíu. Ông ngày xưa nghe nói bây giờ mày có đường sống thì đủ biết vậy á. Như vậy là nó bỏ tài liệu mà nó thất cận ở bà chiếc thế thứ hai là nó mổ bụng thì lắm rồi. Có dù có bụng không có đường này không. Nó thất bại là tụi nghe mấy thằng mấy đứa không hiểu á. Tức là khi đi nó có lời thề rồi, một đi là không trở lại. Tụi mà chịu chơi cho tới cùng đó. Cái câu đó là của Nhật chơi là cho tới cùng, không là tiêu sư mạng. Một đi là không trở lại. Sau này mới có mấy giao phóng mấy năm lại có cái thằng con tự lộn cái vợ nó bỏ nhà đi nó đủ mà chịu chơi chơi cùng không trở lại đó. Đi về quá đủ qua đó cái dịch về. Dạ vợ kìa. Mày ngu chưa? Cái mổ bụng á nói chung á tại vì chị sống chị mới biết là nghe là nói mổ bụng không thôi chứ chưa hết chưa biết hết ăn có thì sống cái phương pháp và tự giận của nó làm sao thì không ai biết hết ông thì cũng có nhưng mà tao biết là nó thằng nó có ba bốn loại là tự sát mổ nó dốc
tại nó biết chút tao rồi vậy chết chắc nên mà tớ nhiều có mà bỏ bụng á mày à, ninja đó em ninja xưa mới không phải ninja ninja là cái chứ còn cái dạng người dân từng ước bé do gì đó anh coi phim anh thấy rồi ninja là cái dạng khác còn cái dạng bỏ bụng nó kêu tiếng Nhật nó kêu khác nhưng mà khi mà bỏ bụng ra quá vừa thằng kia thằng là... cái thằng bỏ bụng mà vừa chết á là nó phải có một thằng chặt đầu là cái tử tử này của Okinawa là sau này là vừa mở bụng xong kia vừa cúi đầu xuống mà nó là nó dốc phải có cắt chặt cái đầu thằng kế bên là chặt cái đầu liền thằng đó nó kêu là cái tên gì đó nhưng mà phải có một thằng đứng kế bên chặt đầu đó là phải thì nhận cái chát nó đâu đem chát gì đâu đem cái đầu nhưng mà vừa giờ Okinawa đó nhưng mà cái đó là nó dốc như này có đủ cho mấy cái kiểu tử hình của tự sát của giật á nó có đủ lên mạng có chưa đó, tôi biết mà biết thôi chỉ biết quá đó mổ bụng xong rồi là cái